Sai thì để anh sửa lại cho nó ngay. Sửa rồi mà còn sai nữa, đến bác sĩ cũng phải bó tay. Em có hiểu những gì anh nói, nó xuất phát từ đáy lòng anh. Tướng em là tướng phú quý nên bà mối kêu lấy chồng nhanh. Em ơi em ạ. Cùng nhau ta đi chơi và mai sau đây khi ta chung nhà. Em ơi. Quê anh là nơi phố biển, anh với em lên thuyền ra khơi. Thằng bạn anh nó bị say nắng, nó bạo nụ cười em trông có duyên. Nó chỉ biết viết lời nghe ngắn chứ nói về thính nó không có chuyên. Nước story thấy hình của em nó y như là một con chó điên. Rồi đêm về lại mộng mơ tự nói với lòng chắc không có phiên. Xuân tin lại xóa nó không dám gửi, sợ em bơ em đáp lại xin. Số nó xui còn hơn thấy vũ nên là chung quy nó rất ngày đen. Sừng châu thì không đếm kể, ai bảo nhà quê thích hàng độc lạ. Em có thể dạy nó cách yêu, yêu đúng cách là cần học bạ. Nếu em là sai, anh cũng mong mình sai. Anh chỉ để ngoài tai, ngoài em ra không yêu được ai à. Anh không sâu phong cách, anh cũng chỉ là bad boy. Nhưng nếu yêu em thì anh chỉ mong yêu em đến chết thôi. Nếu em là sai, anh cũng mong mình sai. Anh chỉ để ngoài tai, ngoài em ra không yêu được ai à. Anh không sâu phong cách, anh cũng chỉ là bad boy. Nhưng nếu yêu em thì anh chỉ mong yêu em đến chết thôi.